Kính thưa các quý vị, ngay sau phần sám hối Tam Bảo thì chúng ta cần phải vào tụng niệm phần lễ bái Tam Bảo để được tăng trưởng thêm đức tin. Đây chính là phần lễ bái Phật Bảo. Buddha Rantana Panama. Trước tiên, trước khi vào phần lễ bái Phật Bảo thì chúng ta sẽ phải niệm Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng ta niệm 3 lần như thế ạ. Và sau đó chúng ta vào đọc đoạn kệ này. Yo sannisino Vara bo thi mule Marang sasenang Mahating Vijayjo Sambodhi Magga Chi Anantanyano Chúng ta đọc lại câu này nhé. Chỗ này hay được đọc nối âm. Sambodhi Magga Chi Anantanyano. Lokuttamotang Panamami Buddhang Chúng ta đọc cả cái đoạn vừa rồi. Yosannisino Warabuthimule Marang sasenang Mahating Vijayjo Sambodhi Magga Chi Anantanyano Lokuttamotang Panamami Buddhang Ye cha Buddha Atita cha Chúng ta phải nhớ nhé, đọc phải liền nhau nhé. Atita cha Chứ không phải Atita xong cha Mà phải đọc liền mà. Ye cha Buddha Anagata Pachupanna cha Pachupanna cha
Ye Buddha. Aham Vandami Sabada Chúng ta cùng nhau đọc lại. Ye cha Buddha Atita cha. Ye cha Buddha Anagata Pachupanna cha. Ye Buddha Aham Vandami Sabada. Đó là phần lễ bái Phật bảo. Phần này có nghĩa là Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu mà đắc thắng toàn bọn ma vương và thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sinh. Con đem hết lòng thành kính mà đảnh lễ Ngài. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư Phật trong tam thế, gồm chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vị lai và chư Phật thời hiện tại này. Chúng ta, nếu những ai có cuốn phận sự hàng ngày thì chúng ta có thể quan sát được ạ. Và chúng ta sẽ xem đây là trang thứ 8. Ở bên phần trang số 9 thì đều có phần nghĩa Việt ở đây và hướng dẫn đọc bao nhiêu lần lại mấy lần. Chúng ta đọc tiếp ạ. Đến phần Buddha Guna là ăn Đức Phật. Itipi so Bhagawa. Chúng ta nghe phát âm nhé, không phải phá gawa mà là Bhagawa. Itipi so Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sampano Vicha Charana Sampano Vicha Charana Sampano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarathi Purisa Dhamma Sarathi Purisa Dhamma Sarathi Sattha
sát tha đề qua manu sa năng đề qua manu sa năng đề qua manu sa năng bụt đô bụt đô bụt đô bụt đô hô đọc bụt đô không phải bụt hô bụt đô bụt đô Bhagavati Bhagavati không phải Phagawa mà Bhagavati Bhagavati chúng ta đọc lời bố cáo quy y Phật bảo Buddha Ata Patinya Nati me saranang anyang Nati me saranang anyang Buddho me Buddho me saranang warang etena saccha vajjena saccha vajjena ho tụ mê ho tụ mê gia gia mangalang gia gia mangalang gia gia mangalang đến phần sám hối Phật bảo Buddha Kamapana. Utta mangena Utta mangena Vandehang Vandehang Parapansung Parapansung Warutamang Warutamang Buddheyo Buddheyo Kalito doso Kalito doso Buddho Buddho Kamantu Kamatu Tang mamang Tang mamang chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa và đọc liền tù tì luôn ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yosannisino warabodhimule marang sasenang mahating vichayo sambodhimakkacci anyantanyano
Lokutamotang panamami buddhang. Ye cha buddha atita cha. Ye cha buddha anagata. Pachupana cha ye buddha. Aham vadami sabada. Iti pi so bhagava arahang samma sambuddho. Vichacharana sampano. Sugato loka vidu. Anuttaro purisa dhamma sarathi. Sattha deva manusanang buddho bhagavati. Nathi me saranang anyang. Buddho me saranang warang. Etena sacha vachena. Hotu me yaya mangalang. Uta magana vandehang padang pangsung varuthamang buddheyo kalito doso buddho kamatu tamamang. Câu này tiếng Việt ấy, có nghĩa là cúi đầu đảnh lễ đấng tử tôn bậc chánh biến chi đang cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành, lánh giữ, lợi, quần sinh. Hôm nay, chúng ta tạm thời dừng lại ở phần đảnh lễ Phật bảo niệm ân Đức Phật, nguyện quy y tam Phật bảo và sám hối Phật bảo. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần Pháp Bảo và Tăng Bảo. Xin chúc quý vị nhanh chóng tụng được phần Ân Đức Phật Bảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.